Ấy ôi mà. Ai mua lợn đây? Lợn ngon, lợn giá rẻ đây. Thời ơi. Thời ơi. Ôi Thời. Giờ ra đây anh có một trò này hay lắm này. Đi kiếm mấy chục. Nhanh nhanh. Thằng thằng trường nó có một trò hay lắm. Cho gì mày? Lấy tiền đâu? Trò hay lắm. Tiền đâu? Nó có tiền luôn. Đây lấy. Đâu? Đôi cúi vào đây lấy cho mày. Xem phải không? Nhưng mà xem đây phải có tiền không? 50. Thích không? Đi. Lấy không? Lấy. Lấy quá gì? Có lấy không? Lấy. Tiền ai chẳng thích. Lấy, cúi xuống lấy. Cúi xuống. Đau phết. Ai ôi mà. Làm gì đây bố đây này? Này, bán đi bà đi cười. Bán á. Có tiền rồi, có tiền rồi, có tiền rồi, có tiền rồi. Có tiền rồi phải không? Ừ, có tiền. Bụng chay nữa vào. Ây. Lâu đi. Ta được 1 triệu. Bỏ ra. Đầy ngang có lợn đi cưng nhỉ. Ui gần. Ui. Này chắc thơm lắm. Cái gì đấy? Gà. Cái gà. Đây 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 đây. Thôi. Bẩn ơi. Trinh. Yêu cầu anh tránh xa. Anh Trường quay xe. Trường quay xe. Xe rùa. Quay xe. Chị mẹ không phải đùa. Mẹ đùa. Nào khách. Cho em mày xe rùa. Mẹ anh chẳng ngon đâu. Ai xe mà thế. Ây ây ây. Mày ấy, dãy. Dãy là mày ngã. Nồi. Bỏ ra. Mày. Nồi nạ được. Ai mua lợn đi. Anh Cương lấy em cái nó đi ăn chay nào. Đến nắng. Ai mua lợn đi. Lợn ngon, lợn rẻ bèo, con heo. Ôi trời ơi. Ai mua lợn đi. Ôi đây có đủ phân. Tôi mày dãy mày còn chết ngã nữa nhá. Nào. Mày dãy mày còn chết ngã nữa nhá. Mày. Anh nắng ơi. Sao đầm ít. Anh gì đốt. Anh thấy nó bình thường. Em mà nắng à. Bịt đốt mặt đúng không? Nắng bố mẹ. Nhưng nào bịt bịt vào thì cả làng không biết đâu. Kệ đi bà. Lợn lợn ngon, lợn ngon, lợn giá rẻ đây. Lợn 1.000 2 cân, 2.000 một cân. Ai mua lợn đây? Lợn đực gầy gầy, trương trương, thịt nạc. Ai mua lợn đây? Ai mua lợn đi thả dê đây? Lấy cái loa về đây. Ai mua lợn đây? Lợn gầy, lợn vàng, lợn nạc, siêu nạc đây. Ai mua lợn đây? Lợn. Cái lợn con này. Mẹ mày. Ai. Ê, có xe máy kìa. Xe máy rồi. Tiên à. Bỏ mua lợn đi. Thì quên bỏ ra. Ai mua lợn đi. Không bán à? Ở thằng Trường không bán à? Nắng mai. Trường. Ai lợn đi. Mười. Ăn ở đây phơi cho nó chín. Hả? Hay đây phơi chín. Anh đi vào từng cổng hỏi một. Ờ đi vào trong nhà, đi vào trong nhà. Đấy. Mày. Có ai lợn đây? Lợn đực giá rẻ, gầy gầy thịt nạc nạc. Ai mua lợn đây? Ui trời ơi. Nắng ơi. Mày ngồi đây cũng bố mình. Ui trướng đấy nhỉ. Ui. Nắng ơi. Đi. Vậy. Nắng đây. Ai mua lợn đây? Lợn. Ai mua lợn đây? Bỏ ra. Lợn nạc. Lợn thơm. Lợn mùi nắng nóng quá. Lợn chảy mỡ.
hết mưa. Thì anh em mình phải tìm cái mưa ngoài đồng lật lật nữa. Ê, ê, có xe máy kìa, xe máy kìa. Ai mưa lợn đây? Ủa, là chỗ Lâm dùng tao phân à? Đây chỗ Lâm. Ừ, Lâm. Muốn ra nắng nữa gì? Ngồi đây bán lợn. Ngồi đây bán lợn nè em ạ. Trời ơi. Đây có người, đây có người. Mày đi bên kia. Ngồi đây bán lợn. Công an chả làm gì cả nhá. Em ngồi thôi. Ừ, lên đây. Nào nào để cho tao ngồi này. Lợn lợn phơi hàng, ai mua lợn đây? Lợn làm cảnh đây. Lợn cảnh. Ừ, làm cảnh. Mẹ ra chả thấy ai đi qua. Chả thấy ai mua nhỉ? Ai ơi. Đây 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 cô ơi. Đấy. Cô chêu. Mày đi đây. Lại đi được kìa. Mẹ ơi, ai mua lợn? Con lợn này xấu xí. Sao? Sao? Không ai mua. Vứt vẹ mương đi. Hả? Vứt vẹ mương đi. Lợn này đáng giá lắm. Chỉ thằng ngu không mua rồi à, không bán được rồi. Lợn này chó nó chả thèm mua. Ê, chó nó ăn. Ngay thì chó con nào mua người. Người chả đấy là mua nó. Mẹ chó thèm dần. Chó chả thèm không chỉ là người. À, ai lợn nè. Một thứ thiệt đấy. Nước. Anh đổi nước, đi đổi nước đi. Đâu? Đi đổi lấy sợi tinh. Điều. Đi đổi nó lấy sợi tinh. Nắng lắm. Đi mà nắng. Ê, anh ngủ đi. Bây giờ nhá. Ủa, nó vậy. Cho xe. Có cái mưa vậy. Một phân lợn á? Ừ. Hay phân trâu? Phân gì cũng được, cứ miễn cứt là được. Thấy không? Ai đây? Cứ cứt là được. Ơ? Đi. Nhanh mẹ em đi. Người ra đi ven nhà mày. Bố mày gái. Mày động tác cái gì đây? Ai 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 ở phía trước. Kéo nó lên. Dịch ra con lợn. Rít con lợn. Nào đi chơi. Nhảy. Đây, nhảy 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 đi nhảy đi. Vậy? Người. Đi cho nè. Hả? Thấy gì chưa người đấy. Đấy. Ai muốn lợn đi? Ai muốn lợn đi? Coi muốn lợn coi. Trời ơi, chuẩn bị đẩy xe rùa chạy này. Nó sắp cởi được rồi. À, cởi được nào cũng sợ. Ai vào đây này, chớ chừng vào đây nghịch cho nó cởi được nào cũng sợ. Ấy đây đây, nó đang mắc kìa. Cầm lôi. Cầm túi lôi, cầm tải lôi đi. Hay quá, lôi hồ. Đúng rồi. Ai rồi, lôi hồ. Mẹ mày. Đây, xe rùa chạy.